Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ gồm những tin chính ngay sau đây. Triển lãm về mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt Lào-Việt được tổ chức tại Bảo tàng Khai Sòn Phong Vi Hẳn. Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary tổ chức lễ bế mạc Tháng Văn hóa Phật giáo Việt Nam. Và câu chuyện thú vị về một chàng trai Việt ghé thăm 30 quốc gia bằng xe máy cũng sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. 55 năm tình hữu nghị lâu dài, đó là chủ đề xuyên suốt tại lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Algeria ngày 29 tháng 10 tại Cục Lưu trữ Quốc gia Algeria. Đây là hoạt động do Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria và Cục Lưu trữ Quốc gia Algeria đồng tổ chức. Buổi lễ kỷ niệm có sự hiện diện của đại diện các bộ ngành Algeria, ngoại giao đoàn, Hội điện ảnh Lumière và bà con Việt Kiều cùng nhiều bạn bè Algeria. Phát biểu khai mạc buổi lễ, Giám đốc Cục Lưu trữ Quốc gia Algeria khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa Algeria và Việt Nam đã được củng cố và phát triển trên cơ sở tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc. Về phía mình, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Phạm Quốc Trụ nhấn mạnh, trên chặng đường 55 năm qua, hai nước đã chia sẻ khó khăn, ủng hộ tiếng nói của nhau, chia sẻ kinh nghiệm trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và phát triển đất nước. Bên cạnh phần thảo luận về chặng đường 55 năm quan hệ ngoại giao, buổi lễ kỷ niệm đã tạo được ấn tượng đặc biệt với phần chiếu trích bộ phim Bông Sen, một tác phẩm điện ảnh do hai nước đồng sản xuất năm 1998. Tác phẩm đề cập đến tình yêu giữa một người lính Algeria trong đội quân viễn chinh Pháp và một cô thôn nữ Việt Nam thời kỳ những năm 50 của thế kỷ 20. Tình yêu đã đánh thức lương tâm của người lính, thúc đẩy anh rời bỏ hàng ngũ quân Pháp, sát cánh cùng Việt Minh. Buổi lễ kỷ niệm kết thúc với phần triển lãm ảnh và tư liệu về 55 năm quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Nhân dịp này, Sứ quán Việt Nam tại Algeria đã giới thiệu ẩm thực Việt Nam với những món ăn mang đậm hương vị quê nhà. Triển lãm với chủ đề Mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào đã khai mạc sáng ngày 30 tháng 10 tại Bảo tàng Khai Sòn Phong Vi Hẳn ở thủ đô Viên Chăn của Lào. Triển lãm do Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức nhân năm đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam 2017 và 72 năm ngày thành lập Liên quân Lào-Việt Nam 30 tháng 10 năm 1945, 30 tháng 10 năm 2017. Với gần 400 bức ảnh, hiện vật, tài liệu và sách được chia thành 3 chủ đề, triển lãm đã khắc họa những sự kiện tiêu biểu, giới thiệu những tài liệu, hình ảnh, hiện vật chân thật về mối quan hệ hợp tác chặt chẽ toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam. Triển lãm cũng giới thiệu về thành tích và vai trò lớn lao trong quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc đối với quá trình phát triển của cuộc cách mạng mỗi nước. Những bước ngoặt lịch sử, những sự kiện nổi bật do nhân dân hai nước Lào-Việt Nam cùng nhau giành được trong sự nghiệp giải phóng cũng như sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Triển lãm còn giới thiệu những yếu tố làm cơ sở cho việc xây dựng mối quan hệ đặc biệt liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào. Triển lãm cũng là dịp để nhân dân hai nước và các thế hệ hiểu và nhận thức được mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào là di sản quý báu của hai dân tộc, phải được các thế hệ nối tiếp của hai nước giữ gìn và không ngừng phát triển lên tầm cao mới cho hôm nay và mãi mãi cho mai sau. Triển lãm mở cửa từ nay cho đến cuối năm tại Bảo tàng Cây Sâm. Sáng ngày 30 tháng 10, Bộ Quốc phòng đã trao quyết định của Chủ tịch nước cho cán bộ thứ 20 của Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Theo đó, Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga được giao nhiệm vụ sĩ quan tham mưu phụ trách theo dõi các hoạt động quân sự tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, nhiệm kỳ 12 tháng từ ngày 29 tháng 10 năm 2017. Điều đặc biệt, đây là cán bộ nữ đầu tiên được cử đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Trước đó, Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga đã được bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ và các khóa tập huấn về sĩ quan tham mưu quân sự, quan sát viên quân sự, sĩ quan thông tin Liên Hợp Quốc, học lái xe, kỹ năng sinh tồn. Trao quyết định của Chủ tịch nước cho Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, đối với Liên Hợp Quốc, việc cử nữ sĩ quan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình thể hiện chính sách bình đẳng giới và là mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, khẳng định vai trò của phụ nữ ở các hoạt động mang tính chất toàn cầu, trong đó có hoạt động của gìn giữ hòa bình. Ngày 29 tháng 10 năm 2017, tại trường cao đẳng Phật giáo Tan Kapucha Buddhista, thủ đô Budapest, Hungary, đã diễn ra lễ bế mạc Tháng Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hungary do Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary tổ chức. Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Bảo,
Phó trưởng Ban Hoàng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Giáo thọ sư Hội Phật giáo Việt Nam tại Hungary, Tiến sĩ Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ, đại diện Đại sứ quán Việt Nam, Hiệp hội Người Việt Nam, Phật tử Việt Nam tại Hungary cùng các sinh viên Hungary quan tâm tới Đạo Phật. Tháng Văn hóa Việt Nam tại Hungary khai mạc vào ngày 1 tháng 10 vừa qua với nhiều hoạt động có ý nghĩa như chiếu phim Mùa đu đủ xanh và thảo luận, trình diễn thư pháp tiếng Việt và chữ Hán Nôm, giới thiệu ẩm thực chay Việt Nam, quảng bá văn học Việt Nam, thiền trà. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã mang tới nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, mang đậm bản sắc dân tộc như múa sạp, hát chầu văn, đàn bầu. Sự kiện đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè Hungary. Thông qua tháng văn hóa Phật giáo, cộng đồng bạn bè Hungary đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích về đời sống tâm linh cũng như đời sống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Trường Cao đẳng Phật giáo Tankapuja Buhista là cơ quan giáo dục Phật giáo duy nhất hiện nay tại Hungary. Đã từng tổ chức các tháng văn hóa quốc tế thường niên nhằm giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng Phật giáo của các quốc gia như Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc. Hành trình khám phá thế giới của Trần Đặng Đăng Khoa đang thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng và truyền cảm hứng cho không ít bạn trẻ. Chàng trai 31 tuổi người Tiền Giang này đã xuất phát từ Việt Nam và cán đích đất nước Pháp xinh đẹp vào hôm 28 tháng 10. Đăng Khoa đã trải qua hành trình dài 20.000 km, 150 ngày qua 23 quốc gia. Khoa cho hay, mỗi một vùng đất anh ghé qua đều cho anh thêm những trải nghiệm mới. Qua những cung đường, anh lại gặp những trải nghiệm chưa từng có trong đời. Có lúc anh sợ hãi và chán nản, có lúc lại hạnh phúc đến tột cùng. Tuy nhiên, điều anh hài lòng nhất đó là không bị bất kỳ tai nạn hay va chạm nào. Sau Paris, Đăng Khoa dự định đi Bắc Âu, sang Nam Mỹ, Trung Mỹ, có thể cả Bắc Mỹ, rồi sang Australia, sau đó về Đông Nam Á và về Việt Nam trong 365 ngày nữa. Chương trình học bổng của chính phủ Ireland niên khóa 2018-2019 đã bắt đầu nhận hồ sơ cho tới ngày 15 tháng 1 năm 2018 và sẽ có tối đa 30 suất học bổng được trao cho ứng viên Việt. Ứng viên Việt Nam có cơ hội được ghi danh và nhận học bổng cho bậc thạc sĩ tại các trường đại học và học viện công nghệ của Ireland. Học bổng bao gồm lệ phí khóa học, vé máy bay 2 chiều, chỗ ở, trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm và các chi phí liên quan khác trong thời gian từ 10 đến 16 tháng. Sẽ có một danh sách các khóa học hợp lệ được chương trình tài trợ, trong đó các ngành học chính như nông nghiệp, phát triển nông thôn, khoa học môi trường, khoa học thực phẩm, dược phẩm. Học bổng được mở cho tất cả các ứng viên, đặc biệt hoan nghênh những ứng viên là người dân tộc thiểu số, ứng viên khuyết tật hoặc tới từ các nhóm thiệt thòi trong xã hội ở Việt Nam. Ngày 29 tháng 10, tại vòng chung kết cuộc thi tranh biện tiếng Anh tại Hà Nội mở rộng năm 2017, đội thi BVIS gồm 4 học sinh của Trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội đã xuất sắc giành chiến thắng, trở thành nhà vô địch đầu tiên của giải tranh biện Hà Nội mở rộng. Đề tài tranh biện được đưa ra là công dân sinh ra tại quốc gia nào mới được đại diện cho quốc gia đó tham dự các cuộc thi thể thao quốc tế. Là đội ủng hộ nội dung trên, BVIS đã đưa ra 3 luận điểm, thuyết phục được 4 trên 7 giám khảo đến từ 6 quốc gia và giành chiến thắng. Cũng trong khuôn khổ cuộc thi, ban giám khảo đã trao bằng khen cho 20 học sinh xuất sắc trong 132 học sinh thi đấu. Những học sinh này có cơ hội được lựa chọn tham gia giải tranh biện thế giới năm 2018 diễn ra tại Croatia. Đây là năm đầu tiên giải vô địch tranh biện Hà Nội được tổ chức. Giải thu hút 34 đội đến từ nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu. Nhằm thu thập những bức ảnh độc đáo về thủ đô ngàn năm văn hiến của Việt Nam, Viện Goethe đã phát động dự án sách ảnh về Hà Nội lần thứ hai với tên gọi Linh hồn của Hà Nội. Tất cả các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên đều có thể tham gia dự án sách này. Cuốn sách ảnh sẽ được xuất bản bằng tiếng Anh và tiếng Việt, tập trung vào các chủ đề Hà Nội nhìn từ trên cao, thay đổi qua thời gian, kiến trúc, nhà cửa, cư dân Hà Nội, giao thông Hà Nội, linh hồn của Hà Nội. Nội dung sách sẽ trải dài trên 6 chương, phản ánh sự phát triển đô thị năng động và muôn mặt đời sống văn hóa Hà Nội trong thời gian qua. Cùng với sự ra đời của cuốn sách này là một triển lãm về linh hồn của thủ đô Việt Nam mang tên Hà Nội của tôi. Dự án sách ảnh về Hà Nội lần thứ hai của Viện Goethe sẽ nhận các tác phẩm ảnh tham dự đến hết ngày 31 tháng 12. Trong sáng tạo nghệ thuật thì đá là chất liệu khá quen thuộc. Sự thô ráp và hình thù đa dạng của đá trở thành nguồn cảm hứng, tạo nên nét rất lạ cho tác phẩm nghệ thuật. Nếu những tác phẩm đá cảnh đã quen thuộc với nhiều người, thì phóng sự sau là ý tưởng của một bạn trẻ tại Nha Trang dùng đá làm chất liệu vẽ tranh, thay cho giấy,
hay vải truyền thống như thường thấy trong hội họa. Mỗi bức tranh một vẻ và mỗi bức tranh đều có mỗi khung hình riêng. Chúng không bị đóng khung như những bức tranh thông thường, bởi tất cả đều được vẽ trên đá. Tác giả của những bức tranh này dù còn rất trẻ nhưng đã có 5 năm vẽ tranh trên đá. Thấy những cục đá nó đẹp đẹp thì bắt đầu mình lượm về, mình vẽ thử một vài ba bức. Sau này thấy thích thích thì bắt đầu mình phát triển nó lên. Việc vẽ trên đá không dễ bởi bề mặt đá không bằng phẳng, lại khó bắt màu. Người họa sĩ phải biết cách xử lý màu lót để màu sắc của tranh được tươi mới và chân thực nhất. Tất cả được thành đúc kết dần kinh nghiệm qua thời gian. Nó sẽ lâu hơn. Bởi vì trên đá, cái thứ nhất là nó nhỏ, cái thứ hai nữa là nó bị gồ ghề. Do đó khi mà mình vẽ mình đi chỉ là những nét chi tiết thì mình phải đi rất chi là cẩn thận với rất tỉ mỉ. Không hề quảng bá, nhưng nhiều người đã biết đến và những tác phẩm trên đá của Thành đã thu hút những bạn trẻ muốn thử sức với hướng đi này. Tường nó được thì chủ yếu là mình vẽ theo bố cục ở bức tường, còn những đá này là mình nhiều khi mình vẽ muốn vẽ theo ý tưởng của từng hình thức của viên đá. Và đá này càng vẽ thì mình càng thấy hứng thú nhiều hơn. Tùy vào kích thước và chủ đề của bức tranh, sẽ mất khoảng 30 phút đến 2 tiếng đồng hồ để Thành hoàn thành một tác phẩm. Không chỉ thỏa niềm đam mê sáng tạo, tranh trên đá của Thành đang được tiêu thụ mạnh tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Đối với những người mà hoàn toàn không có khiếu hội họa như tôi thì sẽ không thể biết làm gì với những viên đá như thế này. Nhưng mà qua bàn tay của bạn Thành thì chúng ta đã có được những bức tranh hết sức là ấn tượng. Và chính những cái sự sáng tạo như vậy thì giúp cho cuộc sống của chúng ta sẽ thêm nhiều màu sắc thú vị hơn. Trong nhiều món ngon của Phú Yên thì cá mương nướng trên bếp lửa ngày mưa vẫn là món ăn đặc sắc, gợi nhắc nhiều kỷ niệm và khiến những người con sinh ra từ làng lại nhớ về quê hương. Cá nướng thì nhiều nơi có, vậy thì cá mương nướng của Phú Yên có gì đặc biệt? Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua phóng sự sau đây. Những con cá mương trên bếp lửa đỏ khiến cho bất cứ ai chỉ bước chân đến đầu ngõ đã biết ngay trong nhà có nướng cá mương. Bên dòng Ngân Sơn, tỉnh Phú Yên, bà Thu mở quán ăn này. Bán nhiều món ăn làng quê nhưng giữ chân khách vẫn là món cá mương. Các nơi giờ là người ta chỉ mỗi cái con cá đây là nó vừa ngon, mềm, ngọt, thịt. Thành thử ra là ở đây là coi như là đi đâu người ta giờ ở đây cũng là cái con cá mương đây. Chẳng ai biết vì sao loại cá hình dáng thon nhỏ như thế này bắt từ sông Ngân Sơn lại có tên là cá mương. Nhưng điều mà ai cũng biết là cá mương ngon không thể tả. Không phải loại cá nào nướng lên lại ăn trọn như thế này, chẳng sợ xương cá. Chỉ bấy nhiêu ấy đã quá hấp dẫn khiến không ít người quả quyết rằng đến với sông Ngân Sơn, tỉnh Phú Yên, nếu chưa ăn cá mương thì coi như là chưa đến. Nó ngọt, béo, mà nó không có tanh. Nướng lên thì nó rất là thơm. Thì nên là khi ăn vô là rất là mọi người đều nhớ tới. Món ngon của làng chẳng sao kể hết, nhưng làng quê ven những con sông như sông Ngân Sơn này, cá mương theo suốt những bữa ăn gia đình. Những ngày mưa, chẳng có gì để ăn thì vẫn có cá mương. Bếp lửa nướng cá mương vẫn làm cho cả nhà đủ đầy từ sự ấm áp. Cái đây là coi như là đặc biệt của quê hương mà, làm sao không nhớ được. Cái đây là coi như là đặc sản của quê mình mà. Lúc nào coi như đi có mấy chục năm đi chăng nữa người ta vẫn nhớ cái đó. Cũng vì thế nhiều người con xa quê, mỗi khi nhớ quê, nhớ về dòng sông quê, lại nhớ đến quay quắt điều tưởng như đơn giản như mùi thơm cá nướng trên bếp lửa ngày mưa. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua trang web hoặc trên trang YouTube của chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.